Em xin chào cả nhà nha, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber của Nguyễn Trứng một buổi trưa và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân ạ. Hôm nay thì em chia sẻ cho mà mấy anh chị em mà về một anh đó, về mà thiền âm bên bờ và vũ trụ. Hôm nay thì em cũng nói mà đến một anh này tên là Kiệt á, anh này tên Kiệt mà quê lốc. Anh này ở cũng Bạc Liêu, nhưng mà em cũng có đôi điều này thì em cũng nói đến anh Kiệt mà quê lốc này như thế này. Cái anh Kiệt quê lốc á, ảnh không hiểu với mà nguyên do trong tình thất bồng lai ra sao, và ảnh không biết là câu chuyện trong đó là thật sự như thế nào. Nhưng mà ảnh cứ lên mạng, ảnh đem mà những thầy ông nội trong chổng, thầy Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên và những các sư cô ông trọng và thầy cả thầy ông nội và năm chú tiểu đứng ra và xúc phạm và xuyên tạc rất là nhiều đó. Bây giờ là em hỏi mấy anh chị là những ngày qua trong thời tóc online á, thì mấy anh chị thì cũng đã xem video thì cũng rất là nhiều đúng không, và trên báo chí thì cũng rất là nhiều đúng không. Nhưng mà các anh chị hiểu rằng trong thời tóc online họ làm những gì sai và họ làm những gì mà những ngày qua và nó không đúng, và họ làm những gì và không có được tốt, thì mấy anh chị thì cũng hiểu rõ và biết rõ đó. Thì cho em là thì được một hàng thờ nó nhận xét vậy, nó cái đúng ha và nó cái sai. Nhưng mà em không bao giờ em bênh vực những mà người nào sai mà em bênh vực được, là chuyện đó là nó không có đó. Thì em thấy rằng những ngày qua thì trong tỉnh thất bồng lai á, thì em thì cũng thấy rất là nhiều, tại vì mà thầy Hoàng Nguyên và thầy Nhất Nguyên và những các chư thầy khác và năm chú tiểu trọng nữa và những các chư con trọng á, thì họ sống rất là an nhàn và hạnh phúc, nhưng mà không có chuyện gì và nó gây ra hết đó. Và họ được bạn bè trong nước và ngoài nước ủng hộ và quan tâm thì rất là nhiều, thì được mọi người lại mà ủng hộ và cho quà, cũng đến nhà thăm cái đồ. Và những người dân ở đằng mà tỉnh thất bồng lai mấy anh chị, những người dân mà sống mà ở đằng đó đó, thì họ đã giúp đỡ trong tỉnh thất bồng lai rất là nhiều. Và có những chuyện gì trong tỉnh thất bồng lai á, thì ví dụ như bà nhà hay là thiếu cái gì đó, họ đây họ giúp đỡ, họ mà nói sửa chữa lại cho cái đồ. Nhưng mà em thấy rằng năm chú tiểu á, thì thi mà thách thức trên hài diễn rất là hay, rất là ngoan, được sau lưng được các mà sư thầy dạy dỗ cái đồ làm đúng việc đúng, và dạy cho năm chú tiểu này rất là ngoan ngoãn, không dạy cái gì sai hết. Và cả thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên thì á, những người dân người ta cũng luôn luôn và ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà anh Kiệt quay lóc á, thì anh ở Bạc Liêu, nhưng mà ảnh không hiểu nguyên do thật sự là ra sao hết. Những ngày qua thì ảnh đăng clip lên, ảnh chửi người ta, nói thầy, nói những mà mấy người trong á, là tỉnh thất bồng lai á, giả chọc giả sư, lừa đảo mà mạo danh á. Ảnh đứng lên ảnh bức xúc, là em không biết là chuyện gì. Nhưng mà ảnh có tìm hiểu ra được cái nguyên do và những câu chuyện đó ra sao không hả? Ảnh ở nhà giống như mà em như vậy nè, cũng lên mạng rồi cũng xem những mà đoạn video khác á, thì á đứng lên thì cũng chửi người ta, như á xem video của người ta. Nhưng mà anh phải tìm hiểu đúng nguyên do và đúng sự thật, đừng có mà xem một video theo một chiều hướng nào đó nó, nếu mà không đúng á cho mình á, thì á anh đứng lên anh chửi người ta là, thì đó em thấy rằng là vô tội vậy, rất là vô tội. Em cũng mong cầu rằng thì anh Kiệt vlog này thì anh hãy đến chính lại cho bản thân mình và đính chính lại cho những gì mình đang làm, đừng có mà nghe lời theo một của ai đó, anh đi càng ngày anh càng sai, em thấy hoàn toàn là vậy. Bây giờ thì em quay lại là cùng chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình hiểu như thế này. Em thấy rằng trong tỉnh thất bồng lai á,
rất là nhiều những câu chuyện mà mấy anh chị em mình thì nhiều người đang chú ý và quan tâm mà chưa hiểu thật sự ra là như thế nào. Như em cũng thấy rằng thì nếu mà trong tỉnh thất Bồng Lai họ làm sai, họ làm không đúng thì chúng ta thì lên án rất là nhiều đúng không? Đó. Không bao giờ là bình vực. Như ở đây thì em thấy rằng tỉnh thất Bồng Lai họ sống rất là vui vẻ, họ được chăm sóc được mà những các siêu thị trong và họ giúp đỡ cho những mà mấy người dân ở trong tỉnh đất Bồng Lai đó, và dạy cho được những năm chú tiểu ông trọng, và hiện bây giờ họ cũng đang chăm sóc mà hai bé và sơ sinh hiện bây giờ cho ăn và cho uống và cho mặc đó, và họ rất là bỏ ra công sức rất là nhiều những thời gian qua, và họ không ngại gì khó khăn gì mà trong mà nặng hay nhẹ như thế nào hết đó. Họ làm như vậy là hoàn toàn là về cái bản thân mình, họ muốn tạo dựng cho được cái gì tốt cho xã hội, cho đất nước và cho những người xung quanh, là những điều đó là mình cần thiết, là mình luôn luôn mà mình quan tâm, mình mà ủng hộ ạ. Em thì cũng mong cầu rằng thì mấy anh chị em mình thì hiểu và cho đúng và sự thật và tìm hiểu đúng nguyên do vì sao những ngày qua thì trong tỉnh thất Bồng Lai thì rất là nhiều người đứng ra chửi họ đó. Những người nào mà chửi họ thì em nói mấy anh chị em nghe nè, những mấy người đó đó lúc trước đó đó là thì cũng rất là nhiều người người ta mà ủng hộ cho năm chú tiểu, sao mà mọi chuyện như vậy của gia đình của Diễm My á là họ không tìm hiểu được ra cái nguyên do, rồi họ đứng lên họ chửi trong tỉnh thất Bồng Lai đó. Thì họ làm như vậy là hoàn toàn là nó không đúng cho mình lắm. Nếu mà mấy anh chị nếu mà không ủng hộ người ta, không quan tâm người người ta nữa thì mấy anh chị thì làm chuyện khác, chứ mà đừng có mà ủng hộ người ta rồi cái đầu mấy anh chị bỏ ra, rồi mấy anh chị ghét người ta quay lại, rồi mấy anh chị chửi người ta quay lại xuyên tạc người ta và nói ra rất là đủ điều. Em thấy như vậy hoàn toàn là nó không được đúng cho mình lắm, không được hoàn toàn cho mình lắm, không được chính xác cho mình lắm luôn thiệt á. Nếu anh chị còn thương yêu năm chú tiểu và hãy quỳ mà lòng nhân ái và lòng bác ái và lòng trái tim của mình, những người anh người cha và người mẹ cũng có lòng bao dung, mình thương họ và mình giúp đỡ cho họ, nếu mà mình còn được những chuyện gì mình giúp đỡ cho họ được, cho họ được cuộc sống như thế nào. Và năm chú tiểu ông trọng á thì những ngày qua thì là mồ côi cha và mồ côi mẹ đó. Năm chú tiểu này là một mồ côi cha mồ côi mẹ thì ai thì cũng biết hết rồi thì năm chú tiểu này mồ côi cha mồ côi mẹ thì được cái thầy được chăm sóc và nuôi đặng như thế này thì mấy anh chị thì cũng quan tâm và ủng hộ cho họ, tại vì á mấy chị thì cũng đã biết những là mấy trẻ mồ côi rất là đau thương và thương xót rất là nhiều và đúng không? Mấy anh chị thì cũng thấy là năm chú tiểu này cũng rất là và đau thương và thương xót, và họ đã là một cô cha mẹ thì cũng được hên rất là hên, và cũng gặp được các chư thầy này trong tỉnh thất Bồng Lai này, họ nuôi lớn lên cho ăn cho mặc thì rất là đẹp, thì cũng được cái lòng được của mà hai chư thầy và những mấy người ông chủng, thì vì sao mà mình đứng lên mà mình ganh ghét người ta như vậy đó. Em cũng mong cầu rằng thì anh chị vlog này thì anh đính chính là cho những bản thân của mình, và anh đính chính là những gì và những câu mà nó mà phát ngôn qua những ngày qua thì anh xúc phạm mà đã rất là nhiều, nhưng họ không bao giờ họ đụng chạm anh, họ không bao giờ họ nói gì đến anh hết, như anh đứng lên anh nói người ta rất nhiều, những người xung quanh khác người ta nhìn thấy anh rất là rõ, nhưng mà không phải là người người ta và không nói anh đâu, như người ta đại đó, nhưng người ta sẽ lên án anh, người ta sẽ nói mà anh thôi. Em cũng mong cầu rằng thì trong vụ mà 50 người đó thì cũng được mà đem ra mà ánh sáng và pháp luật cũng điều tra và xử lý họ,
và những người nào gây thương tích cho mà những các sư thầy cho mà sư thầy giọng á thì cũng đem ra xử lý và nghiêm ngặt hơn. Thì trong đoạn video này thì em chia sẻ và nó đây thôi, thì em cũng mong cầu rằng thì mấy anh chị thì nếu mà thấy hay thì nhớ và đăng ký và chia sẻ cho em và cho em là nhận xét, là em cũng chân thành và cảm ơn. Hôm nay thì em chia sẻ hoài một anh bạn tên là chú Kiều Cái Lóc thôi, nhưng mà những ngày qua thì anh bức xúc thì anh chửi ra thì em thấy là hoàn toàn nó không đúng rồi, càng ngày càng làm sai. Thôi em chào tạm biệt mấy anh chị nha. Bữa nay thì em nói chia sẻ và cũng tâm sự cho mà mấy anh chị em mình hiểu hoài câu chuyện và tình trong tỉnh thất này thôi, những ngày qua thôi. Rất là nhiều người thì đứng lên chửi ta. Em thấy làm như vậy hoàn toàn nó không được đúng lắm luôn. Em mới hiểu luôn á. Bye mấy anh chị nha. Em bye cả nhà.